Kính thưa quý vị, ngày 11 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Châu Thành, khiến một người tử vong, hai người bị thương. Thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10, Nguyễn Thanh Cường, 34 tuổi, ngụ ấp Đông Bình 1, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, cầm cây xăm gạo đi đến nhà bà CTS, 47 tuổi, gần nhà Cường. Vừa thấy bà S đang ngồi giặt quần áo, Cường liền xông đến dùng cây xăm gạo tấn công hàng chục nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Cường bỏ đi một đoạn thì thấy ông NVH, 36 tuổi, đang ngồi câu cá. Cường lại xông đến tấn công làm ông H trọng thương, nạn nhân nhảy xuống sông chạy thoát. Thấy vậy, Cường quay lại chỗ bà S và thấy ông CVT, 69 tuổi, cha bà S, đang đứng gần thi thể nạn nhân. Lúc này, Cường liền chạy đến tấn công ông T nhiều nhát rồi bỏ về nhà. Nhận tin báo, công an tiến hành bắt khẩn cấp Cường để điều tra về hành vi giết người. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.